Xin chào các bạn. Sau video tham lắp lắp ráp cho cấu hình PC Gaming High Performance mà mới đây Phúc Anh Smart World thực hiện, cái tên nổi bật nhất mà các bạn có thể nhận ra ngay đó chính là chiếc CPU Ryzen 3 1200 của AMD mà mới được ra mắt trên thị trường hiện nay, và nó cũng đã trên kệ tại các showroom của Phúc Anh Smart World. Đã có rất nhiều bạn yêu cầu mình hãy đánh giá chi tiết chiếc CPU này, hay có bạn hỏi mình rằng: anh Bình ơi, sao em xem video kết quả test trên mạng cho chiếc CPU Ryzen 3 mới này thì mỗi chỗ một khác nhỉ, chỗ thì hiệu năng cao hơn mà có chỗ thì lại kém hơn rất nhiều so với Intel. Em phân vân quá và mong anh có những đánh giá chi tiết cho chiếc CPU Ryzen 3 này, và rất nhiều câu hỏi tương tự khác đến từ phía các bạn. Vì vậy, trong video lần này, mình xin giới thiệu tới các bạn những đánh giá chi tiết cho loạt CPU Ryzen 3 mới này của AMD, và mong nó có thể giúp giải đáp được các thắc mắc của các bạn hiện nay. Như chúng ta đã biết, kể từ đầu năm vừa qua thì thị trường công nghệ linh kiện PC đã luôn sôi động hơn bao giờ hết, đặc biệt là sự trở lại cuộc đua vô cùng mạnh mẽ đến từ AMD khi đã tung ra thị trường loạt sản phẩm CPU mới là Ryzen 7 và Ryzen 5 được sử dụng cho mình, đó là cấu trúc Zen và socket là ARM4. Như các bạn đã biết thì đã có rất nhiều bài đánh giá và test hiệu năng từ làm việc đến chơi game so với Intel Core i5 và Core i7, thì bộ xử lý Ryzen thể hiện rõ ràng một sức mạnh vượt trội so với đối thủ mà giá thành lại vô cùng là hợp lý với túi tiền của người dùng. Do đó mà theo thống kê của PathSmart thì AMD đã chiếm lại 10,4% thị trường CPU x86 chỉ trong quý 2 vừa rồi, quá là ấn tượng phải không nào? Không chỉ vậy, Ryzen 5 1600X được công nhận giải thưởng là Best CPU, và công nghệ cấu trúc Zen của AMD được công nhận là công nghệ tốt nhất tại sự kiện European Hardware Awards 2017 vừa qua. Và để tiếp bước với cấu trúc Zen thì vừa qua AMD đã chính thức tung ra thị trường, đó là loạt CPU Ryzen 3 và CPU Threadripper. Đầu tiên thì hãy cùng mình điểm qua lại các thông số kỹ thuật của loạt CPU Ryzen của AMD. Ryzen 3 mang cho mình các thông số cơ bản là 4 nhân 4 luồng với 80 bộ nhớ đệm cách L3 và mức TDP sử dụng sẽ là 65W. Ngoài ra thì bạn có thể thấy được là Ryzen 3 1300X như là phiên bản cắt giảm của Ryzen 5 1500X khi có cung tần số là cộng 200MHz của XFR, nhưng lại chỉ có 4 luồng và bộ nhớ đệm L3 chỉ bằng một nửa, đó là 8MB. Ryzen 3 1200 sẽ là em út trong loạt CPU Ryzen này với tần số xung nhịp chỉ là 3,1GHz và là 3,4GHz khi turbo tối đa, không hyper threading và có mức giá cực kỳ hợp lý là 2.750.000 đồng tại Phúc Anh Smart World. Cả hai bộ xử lý này đều được unlock và cho phép người dùng có thể ép xung trên các dòng bộ máy chủ với chipset là B350 và X370. Nhưng nếu để ý qua các thông số thì chúng ta có thể thấy được rằng Ryzen vẫn luôn có bộ nhớ được cách tốt hơn so với CPU của Intel ở cùng mức giá. Vẫn theo cấu trúc Zen thì ta có thể thấy được là ở Ryzen 3 sẽ có hai tổ hợp xử lý là CPU Complex hay còn được gọi tắt là CCX, có bộ nhớ đệm L3 là 8MB, bộ nhớ đệm L2 ở cấp độ nhân với dung lượng là 512GB trên một nhân. Theo thông số được cung cấp từ phía AMD thì CPU Ryzen 3 1200 này vẫn hỗ trợ kênh đôi DDR4 mức tối đa là 2667MHz. AMD Ryzen 3 vẫn được áp dụng công nghệ Infinity Fablet, một công nghệ cho phép các thành phần trong CPU được kết nối với nhau nhanh hơn, an toàn hơn và trở thành một chuẩn chung cho cả trong lẫn ngoài CPU. Với công nghệ này thì điểm mạnh là nếu bạn sử dụng bus RAM càng cao thì hiệu năng của bộ máy sẽ cũng tăng lên một cách đáng kể. Ngoài ra, Ryzen 3 vẫn giữ được cho mình các tính năng cũ như Zenmi, có thể tự học hỏi thói quen sử dụng để tối ưu hiệu năng, Precision Boot, tinh chỉnh hiệu năng hệ thống theo thời gian thực theo yêu cầu tác vụ. Để nói về sự cạnh tranh thì có hai vấn đề chính mà chúng ta cần đề cập đến, đó chính là giá thành và hiệu năng. Và sự lựa chọn ưu ái của người dùng vẫn luôn là các sản phẩm có trong mình là một tỷ lệ Performance Price, hay dịch đơn giản là hiệu năng trên giá thành tốt. Vậy thì đầu tiên chúng ta hãy cùng so sánh qua về giá thành giữa dòng CPU Ryzen 3 này với các dòng CPU cùng tầm giá đến từ Intel. Như các bạn có thể thấy thì Ryzen 3 1200 sẽ nằm ở phân khúc giá giữa Pentium G460 và Core i3, còn Ryzen 3 1300X sẽ cùng cạnh tranh với hai dòng sản phẩm là Intel Core i3 7100 và i3 7300. Vậy là những người yêu công nghệ sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn mới với các mức giá rất là sát nhau. Tiếp đến thì chúng ta có thể xem xét về hiệu năng thực tế của Ryzen 3. Đầu tiên hãy cùng mình nhìn qua về cấu hình test cho Ryzen 3. Kết quả bài test về tốc độ xử lý của CPU thông qua các bài test mở file PDF trên Adobe Reader AC. Cả Ryzen 3 1300X và Ryzen 3 1200 đều có tốc độ reading khi mở file là tốt hơn so với các dòng CPU Core i3 của Intel. Qua kết quả test với Zenbench 15 Single Thread thì ta có thể thấy được là Intel vẫn mang điểm mạnh của mình so với AMD, đó chính là tốc độ xử lý đơn nhân tốt hơn so với AMD, kèm với đó là xung nhịp cơ bản của CPU thực sẽ cao hơn so với AMD ở cùng mức giá. Chính vì vậy mà khả năng chơi game của CPU Core i tốt hơn so với Ryzen của AMD là điều không thể phủ nhận. Tất nhiên là tùy phiên bản của Ryzen, vì Ryzen cho phép unlock nên các bạn có thể OC để đạt được một thông số và hiệu năng tốt hơn so với mức cơ bản.
Nhưng nếu mà để xem xét về khía cạnh một game thủ thì có thể rất ít bạn có thể nắm bắt rõ về việc OC cho bộ máy của mình. Còn về bài test Cinebench 15 nhưng là multi-thread, tức là đa nhân, thì Ryzen 3 1300X cho một kết quả cực kỳ ấn tượng khi đạt 554 điểm, cao hơn cả so với i5 7400. Điều này chứng tỏ rằng việc xử lý đa nhiệm, khả năng render và encoding trên Ryzen 3 chắc chắn sẽ là cực tốt với mức tầm giá này so với các dòng Core i của Intel. Và cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng chia thành hai phần là khả năng render và khả năng encoding. Về render thì mình sẽ test trên một số phần mềm như Blender 2.78 và Lumax. Kết quả thu được là Ryzen 3 1300X vượt trội hẳn so với các dòng Core i. Còn Ryzen 3 1200 thì là một điều gì đó mà bạn đáng phải cân nhắc khi mà nó không chênh lệch là bao. Tiếp đến là những kết quả encoding qua Handbrake. Một cái nhìn tổng quan lại thì ta có thể thấy là Ryzen cho hiệu năng encoding là cao hơn so với dòng Core i3. Đặc biệt là các bài test cho encoding video MP4 dạng H.264 là cực kỳ tốt. Tổng quan lại, Ryzen 3 rõ ràng là một sự lựa chọn vô cùng tốt ở mức giá rẻ cho người sử dụng khi mà có trong mình đó là 4 nhân thực và 4 luồng để xử lý đa nhiệm. Tuy nhiên, bạn cần phải thực sự có một sự cân nhắc vô cùng lớn giữa Ryzen 3 1200 và Ryzen 3 1300X. Ryzen 3 1300X thì có hiệu năng kèm khả năng OC tốt hơn rất là nhiều, nên được đánh giá là bản tối giản của Ryzen 5 1500X. Còn Ryzen 3 1200 thì thực sự là không nổi trội hẳn. Kèm với đó là một xung nhịp khá là khiêm tốn là từ 3.1GHz đến 3.4GHz. Nên để phục vụ cho việc chơi game là chính thì người chơi lại cần cân nhắc đến chiếc CPU Core i3 7100K của Intel, khi mà i3 7100 có xung nhịp lên đến là 3.9GHz. Khá là dài dòng và đó là những đánh giá chi tiết của mình dành cho chiếc CPU AMD Ryzen 3 của chúng ta. Ý kiến đánh giá của bạn về chiếc CPU này như thế nào? Cùng trao đổi kinh nghiệm với nhau tại phía dưới comment và thông cảm cho mình nếu có vấn đề sai sót về đọc kỹ thuật nhé. Mình là Xuân Minh đến từ Phúc Anh Smart World. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.